Chào cả nhà, chào các bạn. Thì hôm nay Hiền lên ăn trái cây. Nhưng mà cả nhà nhìn cái trái này là biết trái gì rồi. Cái này là trái bơm. Thì cái bơm này là bơm Đài Loan, để người Đài Loan trồng ha. Nhưng thấy vậy chứ nhìn cái màu nó không có được đẹp, nhưng ăn rất là ngon cả nhà. Thì Hiền mời cả nhà cùng ăn bơm với Hiền. Hôm nay Hiền ăn thử cái bơm này, ăn nó rất là giòn, rất là ngon luôn. Thì cái này Hiền rửa sạch để ha. Ăn rất là giòn luôn. Cái cơm nó vàng vàng, kia nó không có trắng nhưng mà cái bơm mình bơm nhập ha, bơm nhập nó cái cơm nó trắng hơn, cái này nó vàng hơn mà ăn rất là ngọt luôn. Kinh theo hồi xưa phỉnh cò cái cơ sư thái quan trung tập hình hào xưa hình xơi vô hình thẹn. Ngon quá cả nhà ơi, ăn cái bơm này xong là không có muốn ăn mấy cái loại bơm kia, nó rất là giòn luôn. Khăn quay bèo sơ bú phèo lên vợ khởi sư rô hình thẹn hình xoay hình hồi xưa. Và sư sư thái quan trung tình à, bữa sư nó cứ cỏ quay tật. Thì ăn trái cây đa số là Đài Loan trồng cái nhà. Cái tên sư mi phiến cổ hả? Sư ạ cổ kể tợ hình hào sư thăm mê nén to dục kể. Cho tôi mình rửa sạch rồi. Ở nhà coi cái vỏ nó không có đánh bóng ha. Nếu mà mình mua mà nhập nước ngoài á, mà cái vỏ các bạn nhìn nó rất là bóng luôn. Nó có một lớp mà bên này người ta kêu tà la, bên đó là có một lớp mà nó bảo vệ cái trái bơm á, cho trái bơm nó đẹp á, cho đừng có hư á. Nhưng mà nhìn cái bơm này nó không có đẹp, nhưng mà nó không có đánh cái bóng, nó không có sức thuốc mà mình ăn vỏ được. Nếu mà cái mấy cái bơm mà mình nhập á, là các bạn phải rửa cho nó thật sạch luôn, không thôi nó còn cái lớp bóng nó ăn không có tốt. Khá hợp xương trên tờ hình thẻ khăn khăn hỏa nướng sư chỉ khơ. Rồi căng sư bảo phan sang lại mình mới ăn cơm no cả nhà. Tính định tính ngày nay để đó bụng quay, nhưng mà thôi thấy ra quay luôn. Thái rau sao mà nó mà chơi à? Vô chơi vô sẹn. Có thiêu hả?
mua cái trái bự này nè, bự quá chứ bự luôn, nhưng ăn nó xốp xốp, nó không có dẻ thịt. Cái này cái thịt nó rất là dẻ luôn á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. Ở mấy cái chỗ khác, mấy nước khác hiền thấy trồng bơm nhìn thấy mê luôn, trái quá chừng luôn. Bẻ từ có cha hoặc khăn đến gia chung khiến cỏ khăn hào phéo len hào tố. Ở Đài Loan hiền chưa có thấy mà cái cây mà bơm qua cả nhà. Cái nhà cây thấy cái ở trong á nó có miên nè, bên này nó có miên thì còn ở trong nó có miếng đường đường trắng trắng trong trong á, cái đó nó rất là ngọt rất là ngon luôn. Có cái sớ á, dưa bình mi phiến cò giả sư hỉnh hậu chưa ăn được đó, mà bơm mà mi phiển cò là y như bơm mặt các cả nhà. Đúng là bơm mặt, nó rất là ngon. Cái này là kêu bơm mặt được, mà cái bơm mặt này là ở Đài Loan trồng ha. Ở trong nó giống như có mặt vậy đó. Hồi lúc trước thì không biết đó, lần đầu tiên thì ăn á cái mặt mà hồi nãy nó trong nó có sớ thì tưởng hư thì gọt bỏ hết ráo luôn, nhưng mà có cái đó nó mới ngon, mà đó mình đâu có biết đâu. Mà cái bên mặt đó thì nó mắc hơn cái bên kia nha cả nhà, nhưng ăn nó rất là ngon. Mi phiến cò hến hồi xưa gọi chán ti sư sư à ti sư của sao nào câu mi phiến cò gọi với sư hoa tiêu tự và bút cho tao nó có sư mi. Mình ăn trái thứ ba. Công nhận cái này nó ngọt, ngon cả nhà. Cái đường mà trắng nó vàng vàng mà nó trong trong cái nha, nó là mi phiển cỏ, nó là mi á, không phải hư ha.
Hợp rồi. Rồi xưa đi ăn cơm. Thế còn mà xưa son chăn khơi xa xưa. Cái bơm mà ăn một cái trái thôi. Cái vỏ nó cứng cứng này các nhỉ, nó phải in in là bôi loạn lắm, phải xoay xoay rồi. Chứ cơ phiên còn hai mấy điều năm mà tạc cơ. Cái bơm này nó không có bự nhưng ăn rất là ngon. Lăn một mình mài đó hả, bự rồi mua cái bự làm nó xốp xốp xốp. Cái này nó ăn cái thịt nó rất là dẻ, rất là ngọt luôn. Thật nó dễ khắc luôn á. Nhưng mà bơm á mình ăn cái vỏ rất là tốt luôn cả nhà. Mình rửa cho nó sạch xong rồi mình để mình ăn luôn, mình khỏi gọt vỏ. Thấy gì bữa giao khanh quay bèo của Hậu Khanh rồi. Quay bèo của Hậu Khanh có sư liền bên hắn Hậu Sư. Hải quan chung sao nó sẽ gọi tôi học sư. Ở Đài Loan nó trồng trái cây nào không trồng thôi, trồng là ngon đó nha. Mấy trái rồi. Hết bốn trái rồi. Tiếp. Rớt chỗ này nó hơi mềm mềm, mình lấy trọng cao đó, rớt xuống làm cái bịch. Chim thiên sư phiến còn chưa tao bảo. Bữa nay mình ăn bơm ăn tới no cả nhà. Nếu mà mình hồi nãy mình không ăn cơm mình còn ăn được nữa nha. Và bơm nó rất là ngon không? Ngon hương. Này thơ tôi nha. Mọi trái nó ăn nó ngọt giống nhau luôn cả nhà, không phải là trái ngọt trái lạc.
Ngon quá rồi. Hà phải biết không ăn cơm đâu. Nếu không ăn cơm ăn thêm được vài trái nữa. Cái cà phê còn chai Thái quanh hành sang y nén chỉ dụ y xưa ở gì ạ. Một hai bé từ có chào có y chẳng cơ ti sang nó sư phiến gọt tâm yêu đến sang chạy còn mình thái quan sang bảo vệ. Hình thể thân hồ xưa mấy nước khác luôn nhỉ. Mấy nước khác nữa cả nhà. Bờ mà nó rớt nguyên dưới đất quá chừng luôn. Tao không có người lộng. Còn á hả, ở Đài Loan á ta cưng như trứng mỏng nha. Đúng rồi, Đài Loan hồng. Đài Loan ngon thiệt mấy rồi. Rõ gì với Giao Khanh quay bèo. Mình cũng vậy. Đừng có nhìn cái bề ngoài nó không có đẹp, nhưng ăn ở phía trong nó rất là ngon. Tới rồi có người cái bụng thì còn ăn được nữa, nhưng mà thời gian lâu quá, ăn cái kéo thời gian rất là lâu luôn. Ăn một trái, tại vì cái trái này nó không phải bỏ vô họng một cái là hết một trái. Ăn một trái là cũng tính là cũng lâu, bao nhiêu không ăn được nữa. Thì Hiền cũng chia sẻ cho cả nhà cái bơm mà bơm Đài Loan cả nhà. Thì nè nhìn nè, nó không có lớn, nó cũng nhỏ nhỏ, nó vừa vừa thôi, nhưng ăn rất là ngon luôn. Thì Hiền cái clip của Hiền thì đến đây cũng kết thúc rồi ha. Hiền cảm ơn cả nhà rất là nhiều luôn đã theo dõi và xem hết cái clip của Hiền. Thì bạn nào mà chưa đăng ký thì nhớ đăng ký ủng hộ Hiền ha. Bye bye cả nhà, hẹn cả nhà lần sau. Bye bye.